nghe riêng được không? Hôm nay so sánh cho mọi người hai cái con xe, một cái kèo lệch với nhau. Lệch ở đây là lệch cái gì bạn? Lệch giá tiền. Đối với Nesto Leopard chỉ có 32.990.000 thôi. Nhưng Super Brema đến từ nhà Java, các bạn phải bỏ ra 38.500.000 đồng. Nhưng đổi lại, các bạn có một cái điều rất là giống nhau trên hai con xe này, đó là bề phục phụ tùng các bạn. Các bạn sẽ được trang bị một cái bộ phụ tùng của Shimano 105, đề sau, đề trước, giò dẻ, tay lắc, xích, líp, cả cái con heo phanh đều là Shimano 105 7120, đời mới 2024, Rooker đến từ nhà Shimano. Hai cái con xe này sử dụng chung một cái bộ phụ tùng, nhưng mà mức giá của nó các bạn thấy rất là suy nghĩ, 32.990.000 cho Nesto Leopard và 38.500.000 đồng cho Java Super Brema. Wow, một cái sự lựa chọn hoàn hảo nếu như các bạn muốn có một cái con xe có chi phí tốt hơn. Nhưng mà hãy nhìn kỹ lại thì đối với hai cái con xe này không khác nhau về bộ phụ tùng, nhưng sẽ khác nhau chắc chắn về thương hiệu và các phụ tùng, phụ kiện trang bị khác. Thì đối với cái con Java Super Brema thì Java là một trong những cái thương hiệu rất là quen thuộc với chúng ta và đã có cái lòng tin thực tế trên thị trường qua nhiều năm. Thì các bạn nhìn tới con Java nó sẽ tin cậy hơn khá là nhiều. Đối với Nesto thì đây là một cái thương hiệu đã bán rất là nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên là ở Việt Nam đâu đó nó cũng khá mới. Nesto muốn gia nhập vào thị trường để người khác nhìn nó thì nó phải có một cái mức giá hấp dẫn. Chính xác ở đây Nesto Leopard thì các bạn có mức giá chỉ có 32.990.000 đồng thôi. Nhưng mà bộ phụ tùng các thứ trang bị y chang cái con xe Java Super Brema, thậm chí là nó còn hơn nữa các bạn. Hơn ở một cái điểm nào? Đó là ngay tại cái heo phanh. Thì nhìn kỹ đối với cái con Nesto Leopard nhé, các bạn sẽ được heo phanh Shimano 105 được trang bị thêm một cái option nữa là cái tản nhiệt trên con heo phanh này. Đó là một trong những cái điểm nhấn cho cái con xe Nesto Leopard mà các bạn mua với mức giá 32.990.000 thôi. Đối với khung xe thì sao? Cả hai xe đều được trang bị khung carbon. Java đi theo cái khuynh hướng là khung carbon T-Series các bạn. Đối với khung carbon T-Series thì nó sẽ sử dụng cái công nghiệp hàng không vũ trụ và sườn sử dụng cho những cái cánh máy bay các thứ các bạn. Cho nên nó khá là cứng. Vì vậy cái vật liệu carbon này á, nó khá là khó tạo hình nha các bạn. Rất là khó tạo hình mềm mại mong muốn, như là những cái gì mà chúng ta muốn nó mềm mại thì nó sẽ rất là khó. Cho nên các bạn sẽ thấy cái khung của con Java Super Brema nhìn nó rất là cứng cáp và nhìn nó thô. Còn đối với cái con Nesto Leopard, nó sẽ sử dụng một cái carbon là carbon composite, tức là carbon tinh luyện. Họ sẽ pha trộn nhiều cái vật liệu vào các thứ nữa để mà tinh luyện ra một cái vật liệu carbon, một cái khung như thế này. Vì vậy mà với carbon tinh luyện như vậy thì nó sẽ dễ điều chỉnh cái góc cạnh trên cái khung sườn hơn. Các bạn sẽ thấy nó làm nhiều góc cạnh mềm mại các thứ. Nó muốn uốn nắn như thế nào cũng được, tại vì đây là carbon composite dạng tinh luyện như thế này. Thì các bạn sẽ có một cái con xe khá là ấn tượng về cái độ nhẹ các bạn. Coi mình thải luôn nha, có thể chụp được một tay như thế này luôn. Về thiết kế tổng quan cả hai cái con xe thì như nhau các bạn, đều là con xe đạp đua khí động học và dây đi âm hoàn toàn vào bên trong ở phía tay lái. Kể cả cái con Java Super Brema và cái con Nesto Leopard thì đều có khuynh hướng thiết kế giống nhau. Đối với yên xe, chúng ta mua Java Super Brema chúng ta sẽ được một cái yên Rigid, một cái yên, một cái thương hiệu cũng khá là lớn và có lỗ thoáng khí theo cái cách của Rigid. Các bạn sẽ nhìn một cái lỗ thoáng khí khá là nhỏ nhỏ nhắn và rất là tinh tế để cho chúng ta có thể thoáng mát khi mà bận một cái bộ đồ thể thao đi xe đạp. Còn đối với cái con Nesto thì nó sẽ sử dụng một cái yên khí động học, yên rất là thể thao và có lỗ thoáng khí to giống như là những cái yên mà chúng ta đang thấy trên thị trường, cũng sẽ giúp cho chúng ta có lỗ thoáng khí khi mà chúng ta bận một cái bộ đồ đi xe đạp. Thì cả hai cái con xe này đều được trang bị một cái cặp vành carbon các bạn. Đối với Nesto thì nó sẽ màu một tí xíu, chạy xe lên thì nó sẽ tạo một cái hình, và đều được trang bị một cái cặp lốp rất xịn. Khi các bạn mua Java, các bạn sẽ được trang bị một cái cặp lốp của Michelin. Còn đối với cái con xe Nesto, các bạn sẽ được trang bị một cặp lốp của Continental. Mình tin chắc luôn các bạn mua con xe này về đi được 2-3 năm, chưa chắc gì đã mòn được cái cặp lốp này. Đây là hai cái con xe mà các bạn đáng cân nhắc nhất nếu như các bạn muốn mua mức giá từ trên 35 triệu đồng. Thì các bạn có thể suy nghĩ đến để có được cái Shimano 105 đời mới 2024. Nhưng mà đặc biệt đối với Nesto,
thì giá chỉ có 32.990.000 thôi. Các bạn đã có một cái con xe cấu hình full Shimano 105 Rooker 2024 như thế này. Còn đối với Java Super Prema thì các bạn sẽ có một cái thương hiệu cao một chút xíu, có một cái yên xe thương hiệu Vizic và có một cái độ tin tưởng thực tế nó đã chứng minh qua người sử dụng rồi. Tại Việt Nam mức giá của nó lên đến 38.500.000 đồng. Còn với Nesto là một anh chàng mới tại Việt Nam thôi nhé, trên thế giới họ đã có chứng minh rất là nhiều rồi các bạn, thì để gia nhập vào thị trường Việt Nam chắc chắn nó phải có một mức giá hấp dẫn để người khác nhìn vào nó. Vậy thì các bạn bỏ ra 32.990.000 thì chúng ta đã bằng với lại con Java Super Prema đã có tiếng tại Việt Nam rồi. Vậy thì theo các bạn thì các bạn sẽ chọn con xe nào, và đặc biệt rằng hai con xe này phải được tư vấn về size, về kích thước nha các bạn. Còn nếu như không đi đúng size nó khá là đau lưng, cho nên các bạn nào mà cần thêm tư vấn về size, về kích thước thì có thể liên hệ bộ phận kinh doanh ở bên Tâm Đức để chúng ta được tư vấn kỹ hơn. Đối với những các bạn nào mà chúng ta có chân ngắn lưng dài hay là lưng dài chân ngắn thì những cái con xe đạp đua này chúng ta cần được tư vấn kỹ trước khi mà chúng ta đặt mua hai chiếc xe này. Hy vọng rằng trong video này các bạn sẽ có thêm được thông tin cho chúng ta chọn ra được một cái con xe vừa hợp với túi tiền của mình nhưng mà có bộ phụ tùng cao để chúng ta chinh phục được những chặng đường 20-30 km một ngày tập thể dục thể thao trên những cái dòng xe đạp đua như thế này. Còn bây giờ cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp các bạn các video lần sau.